Xin chào quý vị và các bạn. Trong hôm nay 21 tháng 9 cũng là ngày rằm Trung thu. Tuy nhiên thời tiết có sự phân hóa giữa các tỉnh thành trên cả nước. Trong khi phía Bắc thuận lợi cho các hoạt động đón Trung thu thì các khu vực còn lại trời nhiều mây và có mưa nhiều nơi. Cụ thể tại Bắc Bộ do quá trình hội tụ suy yếu, mưa sẽ giảm nhanh, trưa chiều trời có nắng và nhiệt độ tăng lên mức 31 đến 34 độ. Riêng các tỉnh Nam đồng bằng như là Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình trời nhiều mây hơn, lác đác về đêm và chiều tối có mưa rào nhẹ nên nền nhiệt độ giảm nhẹ. Giải hội tụ nâng trục lên phía Bắc, trong hôm nay 21 tháng 9, vùng mưa tại khu vực Trung Bộ tập trung ở các tỉnh từ Quảng Trị cho tới Quảng Ngãi. Các nơi này sẽ có mưa rào và dông xảy ra bất chợt trong ngày, không loại trừ vùng ven biển sẽ xuất hiện mưa vừa cho đến mưa to. Trong khi đó, do ảnh hưởng của rìa nam giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông. Cục bộ xảy ra mưa vừa đến mưa to, thời điểm mưa tập trung về chiều và tối. Nền nhiệt độ tại các tỉnh thành phía Nam ít biến đổi, cao nhất dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ và chỉ từ 26 đến 29 độ tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên. Nhìn chung tiết trời dịu mát cả ngày và đêm. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Trên toàn khu vực Biển Đông bao gồm cả hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió thổi với cường độ trung bình đến yếu nên tình trạng biển bình thường. Tuy nhiên, mưa rào và dông còn diễn ra nhiều nơi, tập trung ở giữa và Nam Biển Đông khiến cho tầm nhìn giảm thấp và nguy cơ về tố lốc trong cơn dông. Như vậy, trong hôm nay, mưa còn diễn ra diện rộng ở các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhiều nơi có mưa to nên quý vị chú ý đề phòng. Thank you.